Hello anh em nhá, anh em cứ bảo cái răng đỏ không có tác dụng nhưng mà tác dụng thật đấy anh em ạ. Anh em may bị xước bạn mép cửa này. Đấy, anh em đóng vào đây này. Đấy, các bạn đóng vào đây rồi để cho đỡ xước mép cửa vì cái này va cửa đập cửa suốt ngày. Đấy, còn cái trên này anh em đừng dán nhá, anh em đừng dán. Không dán cho đóng đi. Mà muốn bạn cháu thì bạn đấy nó đóng luôn. Ừ, đóng bây giờ thôi. Đấy, anh em cái răng này thì các bạn cứ cầm cái tay và các bạn cầm chu tôi biết các bạn đóng thôi. Đấy, cho nó thẳng này là xong. Đấy, đây. Ấy cái này đóng sai. Đóng sai cho phải đóng vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Cái trong này thì các bạn đóng được tất cả các loại thẳng cong, các đóng được hết nhá. Có một đấy. Tiếng đấy. Đấy, anh em thấy không? Đây này. Cháu phát ở đấy, phát này. Đóng. Đấy, anh em cứ bảo không tác dụng thật nha các bạn nhá. Đóng lớn suốt cái này, các bạn đừng đóng phía dưới này nhá. Đây là mình khuyên thật, mình bán thôi nhưng mà mình khuyên anh em thật. Anh em chỉ đóng một dọc từ đây xuống đây, đến đây cắt. Tại sao? Để cho nước nó trôi. Còn anh em đóng ở đây, nước nó động ở đây là bị gì cái mẹt gì cái này này. Đây là mẹ